Thông tin mới liên quan đến việc nhóm người thả chó dùng súng bắn trọng thương hai người ở xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Hôm nay, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đối tượng Lê Quang Hoàn, thường gọi là Hoàn Gấu, sinh năm 1993, trú tại Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, là đối tượng đã sử dụng súng bắn bị thương hai người đã ra đầu thú. Trước đó, như truyền hình Công an Nhân dân đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2015, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thế Nguyên, thường gọi là Nguyên Trễ, trú tại thành phố Thanh Hóa, cùng một nhóm nam thanh niên đi trên hai xe ô tô và mang theo súng, dao, kiếm đến nhà tìm anh Nguyễn Quốc Tâm để đánh. Khi đến nơi, các đối tượng này gặp anh Tâm đi về đến gần cổng nhà. Nguyên liền thả chó tấn công anh Tâm. Thế vậy, Tâm dùng dao tấn công lại thì bị Lê Quang Hoàn dùng súng bắn vào chân. Lúc này, anh Nguyễn Quốc Thái là anh trai của Nguyễn Quốc Tâm từ trong nhà chạy ra cũng bị bắn một phát vào vùng bụng. Sau khi vụ án xảy ra, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt vận động 3 đối tượng trong vụ án trên. Riêng Lê Quang Hoàn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng công an đã phối hợp với gia đình và người thân kêu gọi đối tượng này ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đến chiều ngày 31 tháng 5, đối tượng Lê Quang Hoàn đã mang theo tang vật là khẩu súng K-54 đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa để đầu thú. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật.